hội chớn mạnh quá, nó sốc một cái mình văng dưới luôn. Cũng không biết cái chuyện gì xảy ra luôn, nhưng mà thấy làm như là cái cây nó sốc vô cái bánh lái và mấy ảnh là đang đánh cho nó văng ra nè, mà không ra trời, cái ghê vậy trời. Dở lên để lấy cái cây ra nha các bạn. Ôi trời ơi, sốc chín, sốc cái một chín vô cái bánh lái luôn. Quá dữ thiệt. Sáng cái giật lên luôn. Rồi, chào các bạn và mọi người nha. Trời ơi. Chiếc cua bè. Đang dậy. Đang cẩu cái vỏ lên, nó bị sốc cho cái bánh lái cái cây này nha các bạn. Nói chung cái xảy ra chuyện này thì chuyện gì mình cũng không biết nha. Nói chung bây giờ mình tình cờ mình lại mình thấy rồi mình quay chia sẻ cho các bạn và mọi người xem và tham khảo. Chứ cũng không biết cái chuyện gì xảy ra luôn. Nhưng mà thấy làm như là cái cây nó sốc vô cái bánh lái và mấy ảnh là đang đánh cho nó văng ra nè. Mà không ra trời. Cái ghê vậy trời. Này có xe cuốc, ở đâu có xe cuốc lại hỗ trợ luôn nha các bạn. Không biết cái chuyện gì. Dẫn xe có gì cũng bị dở lên nha. Cái này còn quay phim nữa ông ngầm ông già bên nhà mấy trăm cái vụ gì vậy em? Hả? À? Nó bị gì vậy? Cái này chạy ngày, chạy vậy đó hả? Trời tai nạn, tai nạn cho hả? Vậy là cái lý do là tại cái cây này nằm như xong rồi cái máy này chạy ngang nó bị sốc vô ha. Chạy gắt xong luôn hả? Sáng mạnh đó. Ồ, phải gọi sắn cái dính bánh lái vô luôn mà. Cái này là do tại cái cây nó nằm ở dưới sông nha các bạn. Rồi cái vỏ này nó chạy ngang rồi cái nó sóc dính vô cái bánh lái. Rồi bà chị chú ruộng đâu? Ý bà chị nào? Bà chị gớt xong luôn hả? Dạ. Ở bên đây là mấy bà chị gớt xong luôn hả? Ủa tại? Nãy giờ cái mé nó dễ. Rồi bây giờ ở đâu mà có xe cuốc gần đây nhờ luôn cũng hay vậy? Tình cờ hay gì đó. Vậy đó hả? Chiếc xe cuốc tình cờ đi ngang rồi mượn cái xe cuốc kinh lo dở lên để lấy cái cây ra nha các bạn. Ở chợ gọi sóc chín. Sóc cái một chín vô cái bánh lái luôn. Rồi. Quá dữ thiệt. Rồi đứt đôi dép luôn. Bây giờ đưa lên các bạn ơi, đưa lên bờ. Bây giờ đưa lên bờ để tháo cái cây đó ra. Quá tình cờ luôn hả? Ôi trời, cái này mà nó sóc vô một cái chắc chới giới rồi hả? Này đương không chạy ngang nó sóc một cái là hồn vía lên trời liền không? Vậy hả? Bởi vậy sáng một cái giật lên luôn. Bỏ tay luôn trời. Đây các bạn cùng xem nè, sốc
chín vô ngập vô cái bánh lái luôn rồi nè các bạn. Đó, bây giờ mà mấy ảnh đẻo chặt nãy giờ mà không ra luôn ha. Hết hồn thiệt trời. Xong cái bánh lái dính vô luôn các bạn. Nãy giờ gỡ hoài mà không ra, bây giờ phải là nhờ ở đâu tình cờ có chiếc xe cuốc chạy lại nha các bạn. Đi ngang rồi nhờ cẩu lên giùm luôn nè. Sốc gì mà sốc gì mà giữ người ta sốc lấy không ra luôn trời. Rồi ở đây thì chắc là chủ ghe nè các bạn. Gớt ra rồi con nó sóc dính vô cái mũi này có tí xíu vậy mà lấy chằng ai nha các bạn. Nãy giờ hết tiếng vậy đó hả? Đưa ở đây một mũi nó đứt ra rồi. Ê rồi xe cốt đẩy sẵn, xe cốt đẩy lên giùm luôn. Chúng có giò không có gì rồi. Đây là bà chị chú vỗ máy quá. Chị chủ vỗ máy là chị nào đâu? À, chị áo sọc đen đen đó hả? Nãy ngồi bẫy xong luôn hả? Sắp cái bẫy xong luôn. Đây bà chị. À. Rồi vậy thì cũng hoàn thành rồi nha các bạn. Cũng nhờ tình cờ nhờ cái chiếc cua be đi lại để dỡ lên rồi bây giờ quấn cái cây nó văng ra rồi ha. Rồi bây giờ chắc để lên đó để sửa chữa cái đít chỗ cái lái lại thôi ha. Tại vì nó sóc cái bánh lái đó làm như là mình thấy nó bị đề ca chắc nó cũng hở rồi. Nói chung mình cũng tình cờ mình chạy ngang rồi mình thấy nha các bạn, làm như giông gió rồi cái cây này nó bị ngại gãy nè các bạn, rồi nó nằm xuống dưới đó thì không ai biết mình chạy ngang cái nó bị sốc, nó bị sốc vô cái bánh lái. Rồi vậy là tiếp tục là đây là ảnh ghim cái máy bỏ rồi ghim luôn. Rồi vậy là ghim cái máy lên các bạn. Đây bà chị chủ vỏ chắc cũng hết hồn hết vía rồi nha các bạn. Sóc cái bãi dưới luôn mà. Dán này các bạn, cầm dán lên nè. Dán này dán mà
cái vỏ. Rồi dính cái máy lên nè các bạn. Cái chớ giới cho mày giỡn được các bạn, chạy ngang mà sóc một cái nghe bà chị là bẫy sóc luôn mà ngồi đang ngồi trước mũi. Tiếp để kéo vỏ lên luôn nha các bạn. Vậy là cho mũi lên. Sắp một rồi xe cút kéo lên tiếp luôn nha các bạn. Tính là sâu sâu ghê luôn.
gặp bà chị với Liệu nữa. Quay YouTube gì chú? Ừ. Kênh gì chú? Kênh gì? Kênh Phan Quốc Hải. Rồi bây giờ đang đẩy lên cửa bạn. Ồ. Ây chà. Nói chung là đối gì với cái vỏ mũ này thì với cái chiếc Cube này thì quá thừa sức của nó rồi. Ôi trời ơi. Cái gì á? Chứ cái đít chỗ nó đẩy đâu có trúng gì đâu. Rồi được rồi đó. Cỡ đó là được rồi đó. Rồi bước lên kìa. Lên đi dìm ai. Ồ có chảy kìa. Nó bị tét, nó bị sốc cái bánh lái rồi nó tét luôn nha các bạn. Rồi thì giờ mấy anh em bây giờ để lên đây để lắp keo giá lại thì xong thôi nha. Cái này cũng xui rủi tại mình đang chạy trên đường nha các bạn ơi. Rồi vậy là cũng như là hoàn thành. Ở đâu mà tình cờ cũng nhờ được cái chiếc Cube này đi ngang nha các bạn. Đây em gái cũng đang đứng xem nè. Cái này chắc cũng là bên chủ máy đồ luôn hả? Bà con thôi. Ờ thì bà con lại để coi luôn. Rồi, đang đẩy vô tiếp luôn. Rồi vậy là xong. Cái này là do mưa gió rồi làm như nó gãy cái cây. Nó gãy cây rồi nó nằm ngang xong á, không ai hay các bạn. Chạy ngang cái quá lên nè. Ồ, đang móc cái cây lên thêm nữa các bạn. Trời ơi, nó sâu thế ghê trời. Nó càng dài cái đó mà vô không thấm thía vậy trời. Trời ơi sâu thiết ghê luôn, Nguyễn cần vậy mà đúc muốn không thấu luôn các bạn. Hết hồn luôn ha. Ở tính là sâu vậy mà sao cái cây ở đâu mà nằm mà sóc ta. Ờ nãy bay xong luôn hả chị? Bay xong mấy đứa này không hay luôn. Bay nó chớn mạnh quá vậy nó xong. Ồ, chớ mạnh quá nó sốc một cái mình văng dưới luôn. Ồ. Cây lớn cây đang bơi đó mà nó sống như cũng bánh lái không? Ồ. Tại vì nó nằm ở dưới đó. Ồ. Lớn vô rồi không thấy luôn. Ba đứa ngồi trước mũi mà không thấy luôn. Ồ, ba người ngồi trước luôn. Bỏ cho mày hả?